Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio dựng cho một bác khách là loa 6120 JBL. Cái vỏ thùng là thương hiệu là JBL rồi đúng không các bác? Và cái thùng của nó là màu đen và lưới căng bằng màu xám. Đấy, JBL cấu hình cực kỳ đẹp và giá thành thì em làm cái cấu hình này rất tốt luôn. Tay sách ở trên nóc, thùng của nó sơn sần. Đấy. Cái cấu hình ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu tất cả các bác bát tép và phân tần. Bát của nó thì bên em đang bán linh kiện rất là nhiều, nhưng hôm nay em làm một cái cấu hình sập sàn. Sập sàn nhá. Hậu của nó bằng nhôm này, đúng không ạ? Phân tần BL2 này chạy chở nhôm màu vàng kìa. Có bóng cô trì chống cháy, thùng của nó đều được chôn ren. Các bác lưu ý là thùng đều được chôn ren nhá. Thùng đều được chôn ren. Tép của nó là B3 từ 120-14 nắp nhôm. Phễu vuông 18-18. Bát B3 từ 190-76. Đít bát có 3 cái nỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Con này xương nhôm gang đúc và kẹp lỗ là thép trắng, bích cực kỳ dày. Từ 190 và côn 76. Con bát này oánh tiếng rất là hay, kể cả bát và lời đều hay. Gân vải tẩm dầu 3 gân, bát gân 3 gân, tiếng bát rất là mềm. Lón nõm. Gân vải tẩm dầu 3 gân, lón nõm. Đấy thì cái cấu hình ngày hôm nay thì em sẽ cái cấu hình dựng lên một đôi loa đẹp và chất lượng như này thì có cái giá là 4,5 triệu cặp loa này. 4,5 triệu các bác nhá. Vỏ thùng bao đẹp, bát đánh hay, tép đánh sáng, phân tần bên trong cũng đẹp. Giá thành cực kỳ vừa phải để cho anh em sử dụng cặp loa này. Anh em có nhu cầu đến cặp loa full 306120 JBL. Thùng đều được chôn ren thì anh em hãy liên hệ trực tiếp cho bên em để đặt hàng. Và hôm nay bên em xin chào tạm biệt tất cả các bác nhá.